Xin chào mọi người, hôm nay mình rất vui được chia sẻ với các bạn một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho cây trồng. Đó chính là Trafos Care Etate Chai Mù Lé. Đây là bí quyết giúp cây luôn khỏe mạnh và cho năng suất cao đấy. Trafos Care Etate Chai 1L có tác dụng kích thích da mầm và đặc biệt là chống đổ ngã, điều mà ai trồng cây cũng đều mong muốn. Sản phẩm này được tạo ra từ công thức đặc biệt, cung cấp đầy đủ dưỡng chất để cây phát triển mạnh mẽ, da mầm nhanh chóng, đồng thời giúp cây tăng sức đề kháng, khỏe mạnh hơn. Chắc hẳn các bạn cũng biết, đổ ngã là một trong những nỗi lo lớn nhất của người nông dân, phải không? Vừa giảm năng suất mà còn thiệt hại kinh tế nữa. Vậy thì Trafos Care Chai 1L chính là giải pháp tuyệt vời để xử lý vấn đề này. Cách sử dụng Trafos Care Chai 1L cũng rất đơn giản. Các bạn chỉ cần pha loãng sản phẩm với nước theo hướng dẫn trên bao bì, sau đó phun đều lên cây là được. Chỉ sau vài lần sử dụng, các bạn sẽ thấy cây trồng có sự thay đổi rõ rệt, khỏe mạnh hơn, mầm non phát triển nhanh hơn và quan trọng là cây sẽ cứng cáp hơn, hạn chế bị đổ ngã khi gặp thời tiết xấu. Với Trafos Care Chai 1L, các bạn sẽ không còn phải lo lắng cây bị đổ ngã nữa. Hơn nữa, sản phẩm này rất an toàn cho cả môi trường và người dùng, giúp các bạn yên tâm hơn khi canh tác. Hãy dùng thử Trafos Care Chai 1L và tự mình cảm nhận sự khác biệt nhé! Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể truy cập trang web yearplant.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác nhé. Chúc các bạn có một mùa vụ bội thu.